Sáng ngày 19 tháng 6, thực hiện phương án diễn tập giả định, dàn mô tô đặc chủng của phòng cảnh sát giao thông, công an Hà Nội phối hợp cùng các lực lượng thuộc bộ công an đã thực hiện đón, dẫn đường đoàn khách quốc tế từ sân bay nội bài về nơi nghỉ và đến nơi làm việc. Công tác diễn tập được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản từ những khâu đầu tiên. Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện động tác chỉ huy giao thông nhanh, dứt khoát và phối hợp nhịp nhàng cùng các lực lượng mặt đất, thông tin. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 năm 2024. Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của đoàn, Công an Hà Nội đã xây dựng phương án bảo vệ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của đoàn Liên bang Nga diễn ra trên địa bàn thành phố, trong đó có hoạt động đón, dẫn đoàn. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh chuyến thăm của tổng thống Liên bang Nga là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, các đơn vị của công an thành phố phải nhận thức sâu sắc công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực sự nghiêm túc, không được chủ quan. Trong đó, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố được giao phối hợp chặt chẽ với công an các quận, huyện trong triển khai phương án bảo đảm giao thông, dẫn đoàn trong suốt quá trình hoạt động của đoàn tại Hà Nội, tăng cường tuần tra kiểm soát, triển khai phương án giải tỏa ùn tắc giao thông ngay sau khi đoàn đã đi qua.